Sau khi trở thành chủng virus Covid-19 tại Hàn Quốc, biến thể Omicron đã lây lan rất nhanh, tỷ lệ mắc biến thể này trong tuần đầu tháng 2 đã lên tới 91,1%. Chính phủ Hàn Quốc nhận định số ca nhiễm mới trong nước tới cuối tháng này sẽ có thể đạt từ 130.000 ca tới tối đa 170.000 ca một ngày. Số ca mắc đang điều trị tại nhà là hơn 146.000 người, tương đương 88% công suất quản lý tối đa số bệnh nhân điều trị tại nhà của cơ quan chức năng. Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đã công bố phương án sửa đổi hệ thống phòng dịch và y tế nhằm đối phó với xu hướng lây lan nhanh của biến thể Omicron. Trước tiên, cơ quan phòng dịch sẽ ưu tiên tập trung giám sát các ca mắc điều trị tại nhà thuộc nhóm rủi ro cao. Khi đó, Hàn Quốc sẽ có thể đối phó với tối đa 210.000 ca mắc mới mỗi ngày. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Quân Tốc Toy cho biết, các bệnh nhân nhẹ hoặc bệnh nhân không triệu chứng sẽ không cần giám sát riêng qua điện thoại. Trường hợp cần thiết sẽ được tư vấn tại các trung tâm hỗ trợ, tư vấn bệnh nhân điều trị tại nhà hoặc được chẩn đoán trực tuyến thông qua các phòng khám bệnh viện quy mô nhỏ. Ngoài ra, chính phủ cũng quyết định đơn giản hóa hệ thống cách ly. Ngay khi có ca mắc, các thành viên trong cùng gia đình sẽ được thông báo cách ly chung. Cả gia đình được dỡ bỏ cách ly cùng ngày dỡ bỏ cách ly của ca mắc đầu tiên. Nếu như phát sinh thêm ca mắc trong thời gian cách ly chung thì chỉ người mắc mới bị cách ly trong vòng 7 người. Nếu như phát sinh thêm ca mắc trong thời gian cách ly chung, thì chỉ người mắc mới bị cách ly trong vòng 7 ngày. Các thành viên khác trong gia đình không cần cách ly thêm.